Vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng Happy số 139 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 100 đôi nam nữ đang nhảy múa trong các phòng, nhiều người trong số này đang phê ma túy. Trong 8 căn phòng karaoke của nhà hàng này, hơn 100 nam nữ đang thác loạn trong tiếng nhạc và có biểu hiện phê ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong các phòng có nhiều túi ni lông nghi là ma túy và nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai, xét nghiệm những người có dấu hiệu phê ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà hàng trên không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke, đồng thời hoạt động quá giờ quy định, giữ xe lấn chiếm lòng lề đường.